Xin chào tất cả các bạn, mình là Hiệu đây. Và rất là vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Hiệu. Và ngày hôm nay thì mình rất là mong muốn được ngồi và chia sẻ cùng các bạn những cái bài học mà mình đã chiêm nghiệm được từ trong quá trình mình học tập và phát triển bản thân mỗi ngày. Cái chủ đề phát triển bản thân là cái chủ đề mà được giới trẻ và những người mà tầm tuổi mình rất là hay quan tâm. Và họ, tất cả mọi người đều mong muốn là mình có thể học tập ở nơi đâu đấy, ở đâu đấy, hoặc là từ ai đấy, hay từ những cái phương tiện nào đấy để có thể mình tốt hơn mỗi ngày. Nhưng để có thể chọn lọc được một cái con đường hay là một người thầy hướng dẫn mình thì thật sự nó rất là khó để có thể phù hợp với từng người. Vì không phải ai thì cũng phù hợp với bạn được. Bởi vì bạn phải biết là bạn đang ở mức nào và cần những người như thế nào để dẫn dắt bạn từ điểm A đến điểm B. Điểm A là cái địa điểm hiện tại của bạn đang ở đây. Còn điểm B là cái địa điểm mà bạn đang mong muốn hướng tới. Và ai là người có thể dẫn dắt mình từ điểm A đến điểm B được? Có phải là một người bậc thầy, guru trên thế giới không? Hay là những người bạn của mình liệu dẫn dắt được mình không? Đó. Nếu mà bậc thầy trên thế giới thì liệu rằng bạn có đủ năng lực hay là đủ những cái tầm ảnh hưởng để có thể kéo họ, có thể nhờ họ thì kéo mình đi được không? Hay những người bạn cùng tuổi bạn cũng xem với bạn thì họ có thể giúp bạn có thể từ điểm A đến điểm B được không? Đó. Thì không phải ai cũng có thể giúp được bạn, mà bạn phải biết, đầu tiên bạn phải biết chính mình đang ở hiện tại đang ở địa điểm nào. Mình đang ở mức nào và mình đang gặp vấn đề gì? Và mình cần ai là người phù hợp có thể giúp bạn để đi tới được điểm B của mình. Điều đó rất là quan trọng. Khi bạn nhận được thấy trong chính mình cần điều gì và mình cần phát triển điều gì, thì lúc đấy nguồn lực nó sẽ đưa đến cho bạn bằng cách là mình sẽ được gặp gỡ và giao lưu và nói chuyện với họ hàng ngày. Những người bạn, những người thầy, những anh, người chị, thì trong số mà mình nói chuyện thì mình sẽ biết được là à, anh là một người có thể dẫn dắt em có thể từ A đến điểm B được, so với tốt hơn rất nhiều so với những người khác, mà thậm chí người khác rất là giỏi hơn, đúng không ạ? Vậy nên khi chúng ta mong muốn phát triển bản thân tốt hơn thì mình phải biết được mình là ai và mình đang ở vị trí nào và mình mong muốn điều gì, để mình có thể được những người mà trong cuộc sống hàng ngày mình đang gặp và họ sẽ giúp đỡ mình. Và cái điều cốt lõi của cái vấn đề là khi mình phát triển bản thân rồi thì mình những cái phương tiện nào thì có thể giúp bạn được. Hầu hết tất cả mọi người thì rất là tập trung về những cái thứ bên ngoài, cũng giống như mình những năm về trước mình đi học những chương trình phát triển bản thân và đọc sách nhiều hơn và mọi thứ. Nhưng mình không cấm điều đấy, bởi vì điều đấy rất là tốt và mình cũng đang hiện hàng ngày. Nhưng mình phải hiểu được cái cốt lõi sâu xa hơn, những cái đằng sau những cái chương trình đấy và những quyển sách đấy nó mang lại cho mình điều gì. Cũng như Jim Jones có từng nói một câu trong sách của Jim Jones, thì số tiền của bạn kiếm được nó tương đương với cái giá trị bạn trao đi cho xã hội này, đúng không ạ? Một anh kỹ sư xây dựng thì anh phải trao đi cách những cái bán vẽ của mình hay là những cái công trình của mình để được nhận được lại số tiền tương xứng với mình. Hay những vị bác sĩ cũng vậy, bác sĩ cũng giúp cho những người bệnh của mình được khỏi bệnh, đang trao giá trị cho họ thì họ sẽ nhận được số tiền tương ứng mà họ đang giúp đỡ cho cái xã hội này. Bạn có công nhận với Hiệu điều đấy không? Đó, nên là khi mình tập trung vào mình, tập trung vào giá trị, tập trung vào những cái thứ mình mong muốn tôi luyện và giúp đỡ những người xung quanh, thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có những con đường để làm sao mình phát triển nhanh nhất và phát triển cái tầm lớn hơn rất nhiều. Nhưng đằng sau những cái đấy thì bạn cần làm những cái điều gì để đạt được những cái giá trị đấy? Tại sao tôi lại đề cập đến cái vấn đề là bạn phải biết là cái vấn đề bạn đang gặp phải là gì và cái vị trí hiện tại bạn đang ở đâu? Bởi vì nếu bạn không biết những điều đấy thì chắc chắn là bạn sẽ không đi được. Cũng giống như những người mà mong muốn có sức khỏe thì họ chắc chắn phải biết rằng sức khỏe rất là quan trọng với họ, thì họ mới mong muốn luyện tập hàng ngày để có sức khỏe. Bạn hãy để ý mà xem, những người mà luyện tập sức khỏe họ luôn luôn nhắc nhở bản thân mình để làm sao cơ thể mình khỏe mạnh hơn, so với những người mà hút thuốc lá hay là rượu bia
và mọi thứ. Thì họ vẫn biết là sức khỏe tốt đấy, nhưng đó không phải là điều họ cần, và đó là nó, họ cũng chưa nhận được những cái phản hồi từ cơ thể của họ thông qua những việc như bệnh ốm hay là suy thận các mọi thứ. Chỉ đến khi nào mà họ đổ bệnh thì họ mới bắt đầu tìm đến những cái thứ mà có thể giúp cơ thể họ tốt hơn, như là đi chữa bệnh này, đi bệnh viện này, rồi đi các lớp huấn luyện này, tập thể dục mọi thứ. Thì lúc đấy là gì? Lúc đấy là thời gian mình đi kiếm tiền để mình trang trải cuộc sống. Mình đi kiếm tiền rất là nhiều và mình không bỏ bê những cái công việc chăm sóc sức khỏe của mình. Và sau này thì khi mình sức khỏe mình tàn lụi rồi thì mình lại bỏ hết tất cả những cái số tiền đấy mình để mình chăm sóc lại sức khỏe của mình. Thế vậy coi như là bằng hòa. Thế tại sao lại như vậy? Bởi vì ngay tại tìm hiện tại của họ, họ chưa nhận được rằng là họ cần phải phải biết được cơ sức khỏe rất là quan trọng đối với họ. Nên họ chưa biết được điều đấy, nên họ chưa tập trung vào sức khỏe của họ. Để rồi khi về già, đến khi mà họ đổ bệnh rồi, họ mới nhận ra được sức khỏe rất là quan trọng. Đó, và chúng ta cũng như vậy, chúng ta biết cái tầm quan trọng của phát triển bản thân mình rất là nhiều. Mình mong muốn là phát triển bản thân mình tốt hơn, nhưng mà mình không biết là vị trí hiện tại của mình là mình đang ở vị trí đâu và mình mong muốn điều gì. Thì có một phương pháp có thể giúp cho bạn giải quyết vấn đề đấy. Bạn mong muốn nghe cái phương pháp này không? Và đó là cái phương pháp mà hàng ngày mình cùng với lại các bạn đội nhóm của mình đang luyện hàng ngày, đó là thực hành thiền. Tại sao mình lại nói thực hành thiền? Thiền ở đây nó có rất là nhiều loại, nhưng mà bạn phải chọn những loại hình thiền nào có thể giúp bạn định tâm hơn. Vì có những người theo tôn giáo khác nhau, đạo Phật hay là Thiên Chúa hay là mọi thứ linh tinh rất là nhiều. Nhưng mà hãy chọn cho mình một cái lĩnh vực thiền mà nó sẽ giúp bạn tĩnh tâm hơn, để bạn chiêm nghiệm vào chính mình. Mình và cùng ở đội nhóm thì đang thực hành thiền Vipassana, là thiền nguyên thủy. Ở đấy thì không theo một tôn giáo nào cả, ở đây chỉ tập trung vào chính mình thôi, và ngồi yên tĩnh lặng với chính mình để mình cảm nhận được cái cơ thể của mình, cảm nhận được hơi thở của mình, để mình biết được chính mình đang cần, mình đang cần điều gì, và mình hiện tại thì mình đang cái cơ thể của mình đang hoạt động như nào. Đó, thì khi mà mình ngồi và mình chiêm nghiệm lại chính mình những cái vấn đề trong cuộc sống, và mình nói chuyện với chính mình nữa, để mình đúc kết ra được và mình rút ra được những cái bài học để mình thay đổi hàng ngày, thì lúc đấy là trong quá trình đấy bạn có thể nhận thấy được những cái vấn đề của mình trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là tại sao mình nóng tính chẳng hạn, tại sao cái thời điểm lúc đấy mình lại nóng tính, và khi mình nóng tính rồi thì bắt đầu mình có thể có những hành động nó khác biệt và nó không kiểm soát được. Nhưng đến khi mình điềm tĩnh lại, mình ngồi lại với chính mình và mình nghĩ lại những cái vấn đề đấy, thì ra là như thế này, thì lúc đấy mình phải chợt nhận ra rằng đó, mình cần phải thay đổi cái điều đấy đi để giúp cho mình tốt hơn, và mình sẽ kiềm chế lại những cái cảm xúc tiêu cực của mình, thì giúp cho mối quan hệ mình tốt hơn. Đó, nên là cái việc thực hành thiền là một cái cực kỳ rất là quan trọng. Đó là cái nền tảng cốt lõi để có giúp các bạn có thể hiểu chính mình. Và khi bạn hiểu chính mình thì các bạn mới biết được mình mong muốn điều gì. Mà mình mong muốn điều gì thì lúc đấy mới có thể có khao khát và động lực để đẩy bạn đến cái điểm B mà bạn mong muốn. Ở đây thì không biết là sau khi các bạn nghe chia sẻ của mình thì bạn cảm nhận như thế nào? Vì đây là tất cả, ở đây là những cái trải nghiệm của chính Hiệu. Và Hiệu đang thực hành nó hàng ngày. Và mình cảm nhận điều đấy. Và sau khi mình cũng nhìn qua tất cả những cái vấn đề mình đang gặp trong cuộc sống hàng ngày, thì mình nhận thấy điều đó đúng và mình cần phải thay đổi. Và cũng nhờ chính mình ngồi thực hành thiền như vậy để giúp cho mình được tĩnh tâm và mình hiểu chính mình nhiều hơn. Đó, thì cái đó cũng có thể là bạn cũng có thể là tham khảo thêm để có thể trải nghiệm những điều đấy cũng giống Hiệu chẳng bạn chẳng hạn. Hy vọng chúng ta sẽ có được những dịp giao lưu cùng nhau. Các bạn có thể comment cùng với ở phía dưới thì chúng ta có thể cùng giao lưu, và mình cũng sẽ có chia sẻ với bạn những cái link video hoặc là cái link về
thực hành thiền Vipassana để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ok chưa? Và mình tóm tắt lại trong quá trình mình chia sẻ là mình có cái keyword thứ nhất là về phát triển bản thân. Thì ai mong muốn, ai trong số các bạn và trong với chính mình mong muốn là phát triển bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mình phải biết được rằng là mình cái bản chất và cái nền tảng của phát triển bản thân nó xuất phát từ đâu. Và khi và mình phải biết mình đang ở vị trí nào và mình khao khát điều gì. Mà để thực hành được điều đấy, mà mình biết được điều đấy, thì mình hãy ngồi tĩnh tâm lại với chính mình và mình ngồi nói chuyện với mình và mình để mình rút ra được bài học, ngồi thiền. Và mình chọn Vipassana, còn bạn có thể chọn một cái loại hình khác. Ok. Ok, xin chào tất cả các bạn. Đó là những cái điều mà mình chia sẻ cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.